Xin chào các bạn. Đối với phần thi TOEIC listening thì part 1 là phần thi dễ nhất rồi. Tuy nhiên không dễ với một số bạn bởi vì nhiều khi các bạn không nắm được phần từ vựng, được không nào? Vì vậy, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về phần từ vựng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chủ đề rất hay gặp và cũng rất là dễ ở trong phần thi part 1, đó chính là traffic và airport, giao thông và sân bay, được chưa nào? Bây giờ hãy cùng cô điểm qua một số từ vựng chúng ta rất hay gặp trong hai chủ đề này nhé. Cùng bắt đầu với từ traffic. Traffic thì nếu chúng ta muốn nói tắc nghẽn giao thông, chúng ta sẽ dùng ba từ cho cô này. Đó là be close to traffic, be jammed with traffic hoặc là be stuck in traffic. Thế thế nào? Bãi đỗ xe ngoài trời chúng ta dùng từ gì nhỉ? Be parked in the outdoor parking lot. Ok. Hoặc là đỗ dọc bên đường chúng ta có parked along the side of the road. Hoặc là đỗ hai bên đường thì chúng ta sẽ dùng gì? Parked on both sides of the road. Thế chứ nhỉ? Còn lên xuống xe buýt chúng ta sẽ dùng từ gì? Lên chúng ta có get on hoặc là board the bus. Còn đi xuống chúng ta có từ get off. Ok, đi vào xe chúng ta có từ gì nhỉ? Get into the car. Còn đi ra khỏi xe chúng ta dùng từ get out of. Được chưa nào? Còn băng qua đường chúng ta có cross the road hoặc cross the street. Di chuyển theo hai bên đường chúng ta có gì nhỉ? Move in both directions. Còn đứng chờ tín hiệu đèn giao thông để đi tiếp, tức là dừng đèn đỏ, chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Chính là be stopped for a traffic light. Ok. Còn một số những cái từ liên quan đến đường chúng ta sẽ có này. Ngã ba, ngã tư, đường giao nhau chúng ta dùng từ gì nhỉ? Intersection hoặc là crossroads, đúng chưa? Vỉa hè chúng ta có từ sidewalk. Còn vạch kẻ sang đường chúng ta có từ crosswalk. Đấy chưa nhỉ? Đó chính là những từ vựng chúng ta cần lưu ý về chủ đề traffic. Thế còn airport thì sao nhỉ? Airport chúng ta sẽ biết những từ như là sân bay là gì nhỉ? Airport đúng không? Máy bay là airplane. Quay làm thủ tục thì chúng ta có từ check-in counter. Được chưa nhỉ? Hành khách là passenger. Khi lên máy bay chúng ta cần phải làm gì? Thắt dây an toàn, được không nhỉ? Thì fasten your seat belt. Rồi cất cánh chúng ta dùng từ take off. Hạ cánh là land. Vé máy bay là gì nhỉ? Flight ticket. Đặt vé máy bay, book a ticket. Được chưa nhỉ? Khởi hành, depart. Thời gian khởi hành chúng ta dùng từ departure time. Được chưa nhỉ? Đến nơi chúng ta dùng từ arrive. Thời gian đến là arrival time. Đi lên tàu bay, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ dùng từ board. Giờ lên tàu bay là boarding time, thẻ lên tàu bay là boarding pass, được chưa nhỉ? Rồi, các chuyến bay chúng ta có bay thẳng là gì nhỉ? Direct flight. Còn bay nối chuyến, bay chuyển tiếp chúng ta dùng từ gì? Connecting flight, được chưa? Còn điểm đến chúng ta dùng từ destination. Rồi, lên máy bay chúng ta có gì nhỉ? Cặp phi công, được không nhỉ? Captain hoặc là pilot. Còn tiếp viên hàng không chúng ta sẽ dùng từ flight attendant. Ghế ngồi chúng ta dùng từ seat, ok? Và lối đi ở giữa hai bên hành lang chúng ta dùng từ aisle. Nhớ cho cô nhé, từ này thì cái chữ S sẽ là âm câm, chúng ta sẽ dùng từ aisle, ok? Rồi, còn băng chuyển hành lý này, thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Chúng ta dùng từ conveyor belt, hoặc là carousel, hoặc là baggage claim, ok? Rồi, đó là những từ vựng chúng ta cần lưu ý trong hai chủ đề này. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng cô đến với phần luyện tập nhé. Hãy cùng cô nhìn bức tranh sau, phân tích và cùng nghe nào. Trong bức tranh này thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều xe cộ, được không nhỉ? Thì chúng ta có từ xe cộ là từ vehicles, đúng không? Và nó đang di chuyển hai chiều. Và ở đây là đâu nhỉ? Đây chính là trên trục đường cao tốc, đúng không nhỉ? Chúng ta dùng từ roads hoặc là highways, ok? Nào, lúc ấy chúng ta vừa học là hai làn xe di chuyển hai chiều, chúng ta dùng từ gì? Move in both directions, được chưa nào? Và các bạn lưu ý một chút cho cô, đó là trong bức tranh này chúng ta cũng có gì? Có những có hàng cây ở hai ven đường, đúng không nhỉ? Vì vậy chúng ta hãy dùng những từ như là the trees are on both sides of the road. Ok, rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe xem các đáp án nào là đáp án chính xác cho câu hỏi này nhé. A. One side of the road has been closed to traffic. B. The traffic is moving in both directions. C. The highway is currently under construction. D. Vehicles are stopped for a traffic light. Đáp án A nào. One side of the road has been closed to traffic. Nào các bạn còn nhớ cái cụm be close to traffic lúc chúng ta vừa nói không? Đó chính là gì? Bị tắc nghẽn giao thông, đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì chúng ta thấy là đường đang rất là thông thoáng thì không thể nói là tắc nghẽn giao thông được. Vì vậy đáp án A là đáp án không chính xác. Câu số 2, the traffic is moving in both directions. Đúng rồi, đúng không nào? Lúc chúng ta đã dự đoán là hai hàng xe, đúng không nào? Họ đang di chuyển theo hai hướng khác nhau. Chúng ta có từ move in both directions. Vì vậy đáp án B là đáp án chính xác. C, the highway is currently under construction. Tức là cái đường cao tốc thì hiện nay đang bị ngưng lại, đúng không nhỉ, để người ta xây dựng. Rõ ràng là hai hàng xe vẫn di chuyển đều đặn, không thể nói như vậy được. Đáp án C cũng không chính xác. Câu đáp án D, vehicles are stopped for traffic light. Được không nhỉ, xe cộ thì đang dừng chờ đèn đỏ. Không có đèn đỏ nào trên đường cao tốc cả. Vì vậy đáp án D cũng là đáp án không chính xác. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B.
Ok, xong phần luyện tập cho chủ đề traffic, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với airport nhé. Nào, nhìn bức tranh này rõ ràng chúng ta thấy là khung cảnh của một sân bay đúng không nào? Và từ sân bay chúng ta có airport đúng không? Những hành khách ở trong sân bay chúng ta sẽ dùng từ passengers, đôi khi chúng ta còn dùng từ people hoặc they, để xem nào. À, người ta đang làm gì nhỉ? Có người đứng đúng không? Đứng là stand. Có người đang ngồi, sit. Có người đang chờ đợi thì chúng ta dùng từ wait for. Ok. Tuy nhiên chúng ta lưu ý đó là trong bức tranh tả người không phải lúc nào chúng ta chỉ tả mỗi người thôi đúng không? Chúng ta có thể là chỉ những cái đèn ở trên trần nhà chẳng hạn. Trên trần nhà chúng ta có từ ceiling. Ok. Đèn là gì? Light. Được không nhỉ? Thế thì những cái đèn đấy đang được sáng thì chúng ta để trạng thái của nó là be turned on. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe xem bốn đáp án chúng ta chọn được đáp án nào nhé. Book. A. The people are in a hotel lobby. B. The people are at an airport. C. The people are in an airplane. D. He is packing his suitcase. Nào, đáp án đây. People are in the hotel lobby. Rõ ràng ở đây chúng ta đang nói về sân bay rồi, không thể nói về khách sạn được. Vì vậy đáp án đây chúng ta loại luôn. Đáp án B. The people are at an airport. Cái này chúng ta đã dự đoán từ đầu rồi, được không nhỉ? Vì vậy đáp án B là đáp án chính xác. Còn C. The people are in an airplane. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Airport và airplane hoàn toàn khác nhau. Nếu như airport là gì? Sân bay thì airplane là cái máy bay cơ. Người ta sẽ không thể đang ở trên máy bay ở đây được. Vì vậy đáp án C là đáp án không chính xác. Và đáp án D. He's packing his suitcase. Thực sự lại có he ở đây. Không liên quan đúng không nhỉ? Không có người nào mà đang đóng gói hành lý ở đây cả. Vì vậy đáp án D cũng là đáp án không chính xác. Và lưu ý cho cô nhé. Đây sẽ là đáp án B. Rồi, với hai chủ đề này thì các bạn hãy cố gắng học từ mới cho cô và ghi nhớ những từ này để nếu các bạn có nghe lại thì các bạn cũng không bị nhầm lẫn nữa nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy luyện tập và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào bạn, như đã hứa từ lần trước.